Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí tùy giác, những gì là 10? Đó là trí tùy giác tất cả thế giới vô lượng khác biệt, trí tùy giác tất cả cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí tùy giác tất cả các pháp, một vào đủ thứ, đủ thứ vào một, trí tùy giác tất cả pháp giới rộng lớn, trí tùy giác tất cả hư không giới rốt giáo, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời quá khứ, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời vị lai, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời hiện tại. Trí tùy giác tất cả như lai vô lượng hạnh nguyện đều ở nơi một trí mà được viên mãn. Trí tùy giác ba đời chư Phật đều đồng một hạnh mà được thoát khỏi, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì được tất cả Pháp tự tại quang minh, sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm đều hiểu rõ tất cả Phật Pháp thành đẳng chánh giác. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp chứng biết những gì là 10, đó là biết tất cả pháp là một tướng, biết tất cả pháp là vô lượng tướng, biết tất cả pháp trong một niệm, biết tất cả tâm hạnh chúng sinh vô ngại, biết tất cả chúng sinh các căn bình đẳng, biết tất cả chúng sinh phiền não tập khí hành, biết tất cả chúng sinh tâm xử hành, biết tất cả chúng sinh hạnh lành chẳng lành, biết tất cả Bồ Tát tu hành tự tại trụ trì giáo hóa, biết tất cả như lai like đầy đủ 10 lực thành đẳng chánh giác, đó là 10 nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ được tất cả Pháp phương tiện khéo léo. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 lực. Những gì là 10? Đó là lực vào tự tánh của tất cả các Pháp, lực vào tự tánh của tất cả các Pháp như biến hóa, lực vào tất cả Pháp như huyễn, lực vào tất cả Pháp đều là Phật Pháp, lực nơi tất cả Pháp không nhiễm trước, lực nơi tất cả Pháp hiểu rõ thâm sâu, lực nơi tất cả tả thiện tri thức luôn không xả để tâm tôn trọng lực khiến cho tất cả căn lành thuận đến trí vương vô thượng lực đối với tất cả phật pháp tin sâu không phỉ báng được khiến cho nhất thiết trí tâm không thối sự khéo léo đó là mười nếu bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đầy đủ các đức vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 sự bình đẳng, những gì là 10? Đó là đối với tất cả chúng sinh bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng, tất cả cõi bình đẳng, tất cả thâm tâm bình đẳng, tất cả can lành bình đẳng, tất cả Bồ Tát bình đẳng, tất cả nguyện bình đẳng, tất cả ba la mật bình đẳng, tất cả hạnh bình đẳng, tất cả Phật bình đẳng, đó là 10 nếu bồ tát an trụ pháp này thì sẽ được pháp bình đẳng vô thượng của tất cả chư phật